thương đau đời ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giàu, còn gian dối cho nhiều. Dẫn cuộc đời đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để Chúa xót trên bước về dịu chân. À, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Clip này thì có giới thiệu cho anh em tiếp tục những cái mô đen đẩy DK Raider King, và ngày hôm nay thì về cho anh em những cái mô đẩy mã LA400. Với cái mã này thì được anh em cùng các bác sử dụng rất là nhiều, tại vì là để một các bác sử dụng con này thì các bác đánh được tất cả các loại loa cho gia đình, từ những cái dòng loa côn 100 nhé. Hiện tại đang đánh cho anh em là một cặp loa V3 dòng X15i từ 2 côn 100. Với dòng này thì được anh em sử dụng nhiều nhất và ngày hôm nay sẽ có giá rất là tốt cho anh em. Vì vậy anh em xem video thì anh em có thể tham khảo trên video clip này. Những cái mẫu DK này thuộc cái phân khúc dòng nồi đồng cuối đá nhé. Thương hiệu DK là một cái sản phẩm sản xuất theo công nghệ của Anh Quốc nhé, và nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc. Và cái mã LA600 thì ngày hôm trước có về cho anh em được một ít, thì ngày hôm nay tiếp tục về cho anh em những cái model LA400. Cái model LA600 thì đang về. Và nếu anh em quan tâm những cái sản phẩm của bên cửa hàng thì anh em có thể gọi điện đặt hàng tới số máy 0396855899. Và anh em mới ghé qua thăm kênh thì anh em có thể ủng hộ nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên cửa hàng nhé. Cái mẫu đẩy DK đấy thì có rất nhiều cái model, mà thì cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Thì cái model LA400 này, LA600 và LA800. Thì cái model LA400 và LA600 đấy thì được anh em sử dụng chơi đi, bởi vì là cái phân khúc nó sử dụng ít hơn. Và cái model LA800 thì sử dụng rất là nhiều ở bên nước ngoài, nên là những cái linh kiện của nó và những cái phần tụ của nó cũng không được đảm bảo, nên là cửa hàng không nhập cái model LA800 đấy rất là ít khi. Mỗi khi có những cái sản phẩm nó đẹp tuyển chọn thì mới nhập. Thì cái model 400 với 600 này thì anh em sử dụng rất là ok, có khả năng sử dụng 5-10 năm thì chất âm thì rất hay rồi, cái mạch là A chất âm rất hay rồi, và cái độ bền, độ chảy cối. Và khi anh em ở quê đấy, thợ ở quê sửa những chữa những cái lỗi vặt này cũng rất là dễ nha anh em nhé. Con này thì nó sử dụng cho anh em một cái mặt phay nhôm này, phay nhôm rất là đẹp, và thương hiệu DK rất là sắc nét cho anh em nhé. DK nó sử dụng cho anh em hai cái chiến áp đi đánh độc lập, và có chế độ đánh vờ lai cho anh em ở hai kênh. Nói chung là hàng rất là đẹp. Đời này là đời nguồn lạch nhé, đời cao hơn, đời nguồn lạch. Nói chung là hình thức thì rất là tuyệt đẹp cho anh em rồi. Đằng sau thì con này nó có chế độ đánh 4 ôm này, 8 ôm này. Đấy, có giới hạn tín hiệu đầu vào, cũng có chế độ cắt cốt này, đánh bri. Cái này thì nó có chỉ có đường lưu trích ra loa nhé, lưu trích ra loa. Đấy, cái này thì khi bán cho anh em thì cũng sẽ tặng cho anh em trong cái phí vận chuyển, thì phí vào ship thì sẽ tặng cho anh em hai cái rắc lưu trích này để ra loa. Cái này thì nó có nhà máy logo DK Raider King.com, và nó sản xuất theo công nghệ của châu Âu nhé, công nghệ của Anh Quốc này, và nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc. Thì sẽ mở cái nội thất để anh em xem nhé. Con này thì nó sử dụng đời nguồn lạch anh em nhé, nguồn lạch, nên là từ những cái linh kiện này, cái phần tụ này, rất là đẹp, mềm.
Đời này đời 2012 nha nhé, 2012. 12 thì đến phần tụ của nó thì nó sản xuất năm 2013, có chung là nó tầm khoảng giữa năm 13 thì nó mới đưa ra thị trường anh em nhé, đưa ra thị trường. Hàng này rất là đẹp cho anh em luôn. Và giá thành của những chiếc cục đẩy này còn đang có giá cho anh em rất là tốt, giá 3.800.000. Anh em có nhu cầu liên hệ đặt hàng từ Âm Thanh Bãi HD qua số máy 0396855 89 nhé. Cảm ơn tất cả anh em.